Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 15 tháng 4 mà chúng tôi vừa cập nhật. Đề xuất cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu quân nhân. Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vừa có đề xuất chính sách bảo hiểm y tế cho cựu quân nhân tới các bộ y tế, lao động thương binh và xã hội. Tổ chức này xác định có trên 283.000 hội viên trên toàn quốc đã được hưởng bảo hiểm y tế, số còn lại chưa được hưởng khoảng 425.000 người. Tổ chức này dự toán ngân sách chi cho đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm cựu quân nhân nêu trên khoảng 413 tỷ đồng trên năm. Mức chi dựa trên cơ sở mức đóng bằng 4,5% lương cơ sở, hiện là 1,8 triệu đồng, theo Nghị định 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 về hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm y tế. Thị phần cho vay chảy gần hết về ông lớn ngân hàng. Tin tức từ báo cáo về ngành ngân hàng vừa công bố, chứng khoán VPBank, VPBanks cho biết thị phần cho vay năm 2023 vẫn tập trung cao ở các ngân hàng quốc doanh với vị trí đứng đầu là BIDV. Ngân hàng này thậm chí bỏ xa các ngân hàng quốc doanh khác. VPBanks nhận định miếng bánh thị phần chảy hết về 3 ngân hàng quốc doanh và 10 ngân hàng tư nhân lớn và vừa, tổng đã chiếm 87%, còn lại các ngân hàng nhỏ khó mà cạnh tranh được trong tương lai. Số liệu từ báo cáo cho biết khối ngân hàng quốc doanh chiếm 45% thị phần toàn ngành ngân hàng niêm yết, ngân hàng tư nhân lớn và vừa 41,8%, còn tư nhân nhỏ chỉ 13,2%. Cũng theo VPBanks, nhóm ngân hàng quốc doanh có tiềm lực và vị thế tốt trong cho vay, vì vậy họ không cần phải phụ thuộc vào trái phiếu doanh nghiệp trong việc thúc đẩy thị trường tín dụng. Ngược lại, ở nhóm Techcombank, MBBank, VPB làm tốt cả ở hai mảng trái phiếu doanh nghiệp và cho vay. Lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng trở lại. Trong báo cáo vừa công bố, Y Group cho biết hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa có nhiều khởi sắc trong những tháng đầu năm 2024. Riêng tháng 3, có 6 doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu mới với tổng giá trị đạt 9.745 tỷ đồng. Tổng quan cả quý 1, giá trị trái phiếu phát hành mới là 19.708 tỷ đồng, thấp hơn 33% so với cùng kỳ. Tất cả đợt phát hành trái phiếu mới trong tháng 3 được thực hiện theo phương thức phát hành riêng lẻ. Trong đó, khoảng 4.245 tỷ đồng được phát hành bởi các doanh nghiệp chưa đại chúng OTC và 5.000 tỷ đồng trái phiếu do doanh nghiệp bất động sản phát hành. Trong bối cảnh uy tín của các trái phiếu vẫn còn tạo ra tâm lý e ngại trong công chúng thì phương án phát hành riêng lẻ vẫn được ưu tiên, theo Y Group. Cũng theo báo cáo, các trái phiếu doanh nghiệp mới phát hành trong tháng 3 có kỳ hạn từ 1 năm đến 3 năm. Mức lãi suất huy động gia tăng nhẹ so với tháng trước, bình quân lãi suất phát hành từ 9,45% trong tháng 2 tăng lên 10,27% tại tháng 3. Trong khi kỳ hạn phát hành giảm mạnh nhưng lãi suất phát hành tăng, đặc biệt là khi các tổ chức phát hành trong tháng chủ yếu đến từ ngành bất động sản. Quán quân xuất khẩu hạt điều của Việt Nam vẫn là Mỹ. Tin tức từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam quý 1 năm 2024 đạt hơn 150.000 tấn, thu về hơn 808 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 35% về lượng và tăng gần 25% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng trưởng mạnh trong các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Về thị trường, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sang xứ sở cờ hoa đạt hơn 39.000 tấn, trị giá hơn 208 triệu đô la Mỹ, tăng 35,3% về lượng và tăng 23% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc, tiếp đến là Hà Lan. Ngoài top 3, còn có nhiều thị trường khác thuộc châu Âu và châu Á tích cực nhập hạt điều Việt Nam. Điều nhân Việt Nam chiếm gần 80% tổng sản lượng toàn cầu và hiện đang giữ vững vị trí số 1 thế giới 16 năm liền về xuất khẩu điều nhân. Liên Hiệp Quốc lo ngại sẽ có xung đột tàn khốc ở Trung Đông, kêu gọi kiềm chế tối đa. Ngày 14 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhắc nhở những hành động trả đũa có sử dụng vũ lực đều bị cấm theo luật quốc tế. Còn Mỹ cảnh báo nước này sẽ nỗ lực buộc Iran phải chịu trách nhiệm trước Liên Hiệp Quốc, theo hãng tin Reuters. Phát biểu trước các nước thành viên tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Guterres nói hiến chương Liên Hiệp Quốc cấm sử dụng vũ lực, chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc sự độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, khi ông lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel, đồng thời cảnh báo không leo thang căng thẳng thêm nữa. Ông Guterres nói trong cuộc họp và kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, Trung Đông đang trên bờ vực. Người dân tại khu vực này đang đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn diện tàn khốc thật sự, giờ là lúc tháo ngòi nổ và xuống thang. Trong khi đó,
Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án rõ ràng cuộc tấn công của Iran. Trong những ngày tới, với sự tham vấn các quốc gia thành viên khác, Mỹ sẽ xem xét thêm các biện pháp nhằm buộc Iran phải chịu trách nhiệm tại Liên Hiệp Quốc, ông nói thêm, nhưng không nêu rõ hành động nào Mỹ sẽ thực hiện. Tại Liên Hiệp Quốc, Iran nói cuộc tấn công nhằm vào Israel là tự vệ và không có lựa chọn nào khác. Nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 14 tháng 4, đại diện Iran giải thích, Tehran đã thực hiện quyền tự vệ vốn có của mình khi thực hiện cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào Israel cuối tuần qua, theo hãng tin AFP. Đại diện thường trực Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Seyed Iravani cho rằng, Hội đồng Bảo an đã thất bại trong nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế sau cuộc tấn công rõ ràng của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hồi đầu tháng này. Do đó, ông nói Iran không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả. Ông nói thêm Iran không tìm kiếm căng thẳng leo thang hay chiến tranh, nhưng sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa hoặc hành vi gây hấn nào. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.